Chào mọi người đã đến với chương trình radio Tín nguyện buổi sáng. Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn sự thành tín Ngài là lớn lắm. Lời Chúa là thức ăn thuộc linh cho chúng ta mỗi ngày để đắc thắng cám dỗ, tội lỗi xác thịt xung quanh chúng ta. Ngài bổ lại linh hồn bạn, dẫn bạn vào các lối công bình. Vì cớ danh Ngài, Chúa thêm sức mới cho bạn. Chúa thêm lên cho bạn đức tin. Mỗi ngày càng gần Chúa và giống Chúa hơn và có mối quan hệ mật thiết với Chúa mỗi ngày. Chúa yêu bạn rất nhiều. Chương 10. Hai con trai Aaron, Nadab và Abihu, mỗi người đều cầm lư hương mình để lửa vào, bỏ hương lên và dâng một thứ lửa lạ trước mặt Đức Giê-hô-va. Ấy là điều Ngài không phán dặn họ. Một ngọn lửa từ trước mặt Đức Giê-hô-va lòe ra, nuốt tiêu họ và họ chết trước mặt Đức Giê-hô-va. Môi-se bèn nói cùng Aaron rằng, ấy là điều Đức Giê-hô-va đã tỏ ra khi Ngài phán rằng, ta sẽ nhờ những kẻ lại gần ta mà được tôn thánh và được vinh hiển trước mặt cả dân sự. Aaron nín lặng. Môi-se gọi Misa-en và En-sa-phan, hai con trai của U-si-en, chú của Aaron mà dạy rằng, hãy lại gần, khiêng thay hai anh em các ngươi khỏi trước nơi thánh, đem ra ngoài trại quân. Vậy, họ đến gần, khiêng thay còn mặc áo lá trong, ra ngoài trại quân, y như lời Môi-se đã biểu. Đoạn, Môi-se nói cùng Aaron, Eleasa và Ithama, hai con trai người mà rằng, các ngươi chớ để đầu trần và chớ xé áo mình, e khi phải chết và Đức Giê-hô-va nổi giận cùng cả hội chúng chăng? Nhưng anh em các ngươi là cả nhà Israel phải nên khóc vì cớ lửa thiêu hóa mà Đức Giê-hô-va nổi phừng lên. Đừng ra khỏi cửa hội mạc, e các ngươi phải chết chăng? Vì dầu sức của Đức Giê-hô-va ở trên các ngươi. Họ bèn làm theo lời Môi-se. Đoạn Đức Giê-hô-va phán cùng A-rôn rằng, khi nào vào hội mạc, ngươi và các con trai ngươi chớ nên uống rượu hay là uống vật chi có tánh sai, e phải chết chăng? Ấy là một mạng lệnh đời đời trải các thế đại, hầu cho các ngươi được phân biệt điều thánh và điều chẳng thánh, sự khiết và sự chẳng khiết, và dạy dân Israel các mạng lệnh mà Đức Giê-hô-va đã cậy Môi-se truyền dặn cho. Môi-se nói cùng A-rôn, Eleasa và Ithama là hai con trai A-rôn còn lại mà rằng, hãy lấy của lễ chay còn dư lại về của lễ dùng lửa dâng cho Đức Giê-hô-va và hãy ăn đi, không pha men, gần bàn thờ, vì là một vật chí thánh. Phải ăn của lễ này tại nơi thánh, vì là phần của ngươi và của các con trai ngươi trong những của lễ dùng lửa dâng cho Đức Giê-hô-va, bởi vì đã phán dặn ta làm như vậy. Còn cái o dân đưa qua đưa lại và cái giò dân dơ lên, ngươi, các con trai và các con gái ngươi hãy ăn tại một nơi tinh sạch, vì các điều đó đã ban cho làm phần riêng của ngươi và của các con trai ngươi do những của lễ thù ân của dân Israel. Họ sẽ đem đến cái giò dân dơ lên và cái o dân đưa qua đưa lại với những mỡ định thiêu hóa để dân đưa qua đưa lại trước mặt Đức Giê-hô-va. Những điều đó sẽ thuộc về ngươi và các con trai ngươi chiếu theo luật lệ đời đời, y như Đức Giê-hô-va đã phán dặn vậy. Vả, Môi-se tìm con dê đực dùng làm của lễ chuộc tội, thấy nó đã bị thiêu, bèn nổi giận cùng Eleasa và Ithama, hai con trai A-rôn còn lại, và nói rằng, sao các ngươi không ăn thịt con sinh tế chuộc tội trong nơi thánh, vì là một vật chí thánh mà Đức Giê-hô-va đã ban cho các ngươi, hầu gánh lấy tội của hội chúng và làm lễ chuộc tội cho họ trước mặt Đức Giê-hô-va. Này, huyết nó không có đem vào trong nơi thánh, quả đáng các ngươi ăn sinh lễ trong nơi thánh, y như lời ta đã dặn biểu. Nhưng A-rôn đáp rằng, kìa, ngày nay họ đã dâng của lễ chuộc tội và của lễ thiêu của mình trước mặt Đức Giê-hô-va. Và sau khi việc rủi này xảy ra, nếu lại ngày nay tôi ăn của lễ chuộc tội, há có đẹp lòng Đức Giê-hô-va chăng? Môi-se nghe lời đáp ấy, bèn nhận cho phải. Chương 11. Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se và A-rôn rằng, hãy nói với dân Israel rằng, trong các loài vật trên mặt đất, này là những con các ngươi được phép ăn. Hễ loài vật nào có móng rẽ ra, chân chia hai và nhơi, thì các ngươi được phép ăn. Nhưng chẳng nên ăn con nào chỉ nhơi không, hay là chỉ có móng rẽ không. Con lạc đà, nó nhơi nhưng không có móng rẽ, nên hãy cầm nó là loài vật không sạch.
Con chuột đồng nó nhơi nhưng không có móng rẻ, nên hãy cầm nó là loài vật không sạch. Con thỏ rừng nó nhơi nhưng không có móng rẻ, nên hãy cầm nó là loài vật không sạch. Con heo nó có móng rẻ, chân chia hai nhưng không nhơi, nên hãy cầm nó là loài vật không sạch. Các ngươi không nên ăn thịt và cũng không nên đụng đến thây các thú đó, phải cầm là vật không sạch. Những loài vật ở dưới nước mà các ngươi được phép ăn là loài vật nào, hoặc ở dưới biển hoặc ở dưới sông có vây và có vải? Phàm vật nào hoặc dưới biển hoặc dưới sông, tức các loài sinh sản trong nước mà không có vây và chẳng có vải, thì các ngươi không nên ăn, phải lấy làm gớm ghiếc cho các ngươi. Những loài này khá lấy làm gớm ghiếc cho mình, chớ nên ăn thịt nó, và hãy cầm thây nó là điều gớm ghiếc. Các loài vật nào ở trong nước không có vây và chẳng có vải thì phải lấy làm gớm ghiếc cho các ngươi. Trong các loài chim, những giống các ngươi phải cầm bằng gớm ghiếc không nên ăn là chim ưng, chim ngạc, ó biển, chim lão ưng và con diều, tùy theo loại chúng nó. Các thứ quạ, chim đà điểu, chim uột, chim thủy kê, chim bò cắt và các loại giống chúng nó. Chim mèo, chim thằng cọc, con cò quắm, con hạc, chim thằng bè, con còng cọc, con cò, con diệc và các loại giống chúng nó, chim rẽ quạt và con dơi. Hễ côn trùng nào hay bay, đi bốn cẳng, thì các ngươi hãy lấy làm gớm ghiếc. Nhưng trong loại côn trùng nào hay bay và đi bốn cẳng, các ngươi được ăn con nào có cẳng đặng nhảy trên đất, là con cào cào tùy theo loại nó, con ve tùy theo loại nó, châu chấu tùy theo loại nó, con dế tùy theo loại nó. Các loại côn trùng khác hay bay và có bốn cẳng thì các ngươi phải lấy làm gớm ghiếc. Các ngươi sẽ vì loại đó mà bị ô uế. Ai đụng đến xác chết loài đó sẽ bị ô uế cho đến chiều tối. Ai mang xác chết loài đó phải giặt áo sống mình và bị ô uế cho đến chiều tối. Các thú nào có móng rẽ ra nhưng không có chân chia hai và không nhơi, tất phải lấy làm ô uế cho các ngươi. Ai đụng đến sẽ bị ô uế. Trong giống đi bốn cẳng, hễ con nào đi trên bàn cẳng thì kẻ là không sạch cho các ngươi. Ai đụng đến xác chết nó sẽ bị ô uế đến chiều tối. Còn ai mang xác chết nó sẽ giặt áo sống mình và bị ô uế đến chiều tối. Các loài đó là không sạch cho các ngươi. Trong loài đi bò trên mặt đất, này là những loài lấy làm không sạch cho các ngươi. Con chuột nhũi, con chuột lắc, con rắn mối, tùy theo loại chúng nó. Con cắt kè, kỳ đà, con thạch sùng, con kỳ nhông và con cắt ké. Trong các loài côn trùng, những loài đó lấy làm không sạch cho các ngươi. Ai đụng đến xác chết nó sẽ bị ô uế cho đến chiều tối. Bất luận vật nào, hễ loài này chết rớt nhầm trên thì đều bị ô uế, hoặc đồ bằng cây, áo sống, da, bao, tức các vật người ta thường dùng, phải ngâm đồ đó trong nước sẽ bị ô uế cho đến chiều tối rồi mới tinh sạch lại. Nếu vật chi của nó rớt nhầm đồ sành, các vật chi đựng ở trong đều sẽ bị ô uế, phải đập bể đồ sành đó đi. Phàm đồ ăn nào và các vật uống, mặc dầu để trong đồ sành nào mà bị nước đồ sành đó nhiễu vào, sẽ lây ô uế. Phàm vật nào bị một vài miếng xác chết nó rớt nhầm, sẽ lây ô uế. Dầu lò, dầu bếp cũng phải phá tan. Nó đã bị ô uế, các ngươi phải cầm nó là ô uế vậy. Còn một cái suối hoặc một hồ chứa nhiều nước đều cứ được kể tinh sạch, nhưng hễ ai đụng đến xác chết nó thì sẽ lây ô uế. Nếu vật chi của xác chết nó rớt nhầm trên hột giống nào người ta gieo thì hột giống đó cứ kể tinh sạch. Nhưng nếu người ta có đổ nước trên hột giống đó và nếu vật gì của xác chết rớt nhầm thì hột giống đó sẽ bị ô uế cho các ngươi. Khi một con thú nào các ngươi được dùng làm thực vật chết đi, hễ ai đụng đến xác nó sẽ bị ô uế đến chiều tối. Kẻ nào ăn thịt của xác nó phải giặt áo sống mình và bị lây ô uế cho đến chiều tối. Còn ai khiêng xác nó sẽ giặt áo sống và bị ô uế cho đến chiều tối. Phàm loài côn trùng nào bò trên mặt đất đều là sự gớm ghiếc, không nên ăn thịt nó. Vậy, không nên ăn thịt các loài côn trùng đi bò trên mặt đất, là con nào bò bằng bụng, con nào đi bốn cẳng hay là đi nhiều cẳng, vì chúng nó là một sự gớm ghiếc. Các ngươi chớ vì một con nào
trong loài côn trùng mà lây cho thân mình phải gớm ghiếc, không tinh sạch hay là ô uế. Vì ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời của các ngươi, ta là thánh, nên các ngươi phải nên thánh thì sẽ được thánh. Các ngươi chớ vì một con nào của loài côn trùng trên mặt đất mà làm lây ô uế cho thân mình. Vì ta là Đức Giê-hô-va, đấng đã đem các ngươi ra khỏi xứ Ai Cập đặng làm Đức Chúa Trời của các ngươi. Các ngươi phải nên thánh, vì ta là thánh. Đó là luật lệ về loài súc vật, loài chim trời, các sinh vật động dưới nước và các loài côn trùng trên mặt đất, để phân biệt con không sạch với con tinh sạch, con thú ăn được cùng con thú không ăn được. Chương 12. Đức Giê-hô-va phán cùng Mô-sê rằng: Hãy nói cùng dân Israel rằng, khi nào một người đàn bà thọ thai và sinh một con trai thì phải bị ô uế trong 7 ngày như trong kỳ kinh nguyệt. Qua ngày thứ 8, người ta phải làm phép cắt bì cho đứa trẻ. Đoạn, người đàn bà phải kiêng trong 30 ngày đang khi huyết mình được sạch, không nên đụng một vật thánh nào hay là đi tới nơi thánh cho đến kỳ làm thanh sạch được chọn rồi. Còn nếu người sinh con gái thì sẽ bị ô uế trong 2 tuần như trong kỳ kinh nguyệt, phải kiêng trong 66 ngày hầu cho huyết mình được sạch. Khi kỳ làm mình cho thanh sạch về đứa trai hay gái đã trọn rồi, người đàn bà phải dâng cho thầy tế lễ tại cửa hội mạc một chiên con 1 tuổi đặng làm của lễ thiêu và một bò câu con hoặc một cu con đặng làm của lễ chuộc tội. Thầy tế lễ sẽ dâng con sinh đó trước mặt Đức Giê-hô-va làm lễ chuộc tội cho người, sự lưu huyết người sẽ được sạch. Đó là luật lệ về người đàn bà sinh con trai hay là con gái. Còn nếu người không thể lo cho có một chiên con thì phải bắt 2 chim cu hoặc 2 con bò câu con. Con này dùng làm của lễ thiêu, con kia dùng làm của lễ chuộc tội. Thầy tế lễ sẽ làm lễ chuộc tội cho người, và người sẽ được sạch. Thi Thiên 36. Sự vi phạm của kẻ ác nói trong lòng tôi rằng, chẳng có sự kính sợ Đức Chúa Trời ở trước mắt nó, vì nó tự khoe mình rằng, tội ác mình sẽ chẳng lộ ra và sẽ không bị ghét. Các lời miệng nó là gian ác và dối gạt. Nó đã thôi ở khôn ngoan và bỏ làm lành. Nó toan ác tại trên giường nó. Nó đứng trên con đường chẳng thiện. Nó cũng không gớm ghiếc sự dữ. Hỏi Đức Giê-hô-va, sự nhân từ Ngài ở trên các tầng trời, sự thành tín Ngài đến tận các mây. Sự công bình Chúa giống như núi Đức Chúa Trời. Sự đoán xét Chúa khác nào vực rất sâu. Hỡi Đức Giê-hô-va, Ngài bảo tồn loài người và thú vật. Hỡi Đức Chúa Trời, sự nhân từ Chúa quý biết bao. Con cái loài người nương náu mình dưới bóng cánh của Chúa. Họ nhờ sự dư dật của nhà Chúa mà được thỏa nguyện. Chúa sẽ cho họ uống nước sông phước lạc của Chúa. Vì nguồn sự sống ở nơi Chúa, trong ánh sáng Chúa, chúng tôi thấy sự sáng. Cầu Chúa cứ làm ơn cho những người biết Chúa, và ban sự công bình Chúa cho mọi người có lòng ngay thẳng. Xin chớ để chân kẻ kiêu ngạo theo kịp tôi, cũng đừng cho tay kẻ ác xô đuổi tôi xa. Tại nơi ấy kẻ làm ác sa ngã, chúng nó bị xô nhào, không thể trỗi dậy được. Chương 7. Từ nơi Đức Giê-hô-va có lời phán cùng Giê-rê-mi rằng: Hãy đứng nơi cửa nhà Đức Giê-hô-va, tại đó hãy rao lời này: Các ngươi là người Giu-đa hết thảy, là những kẻ do các cửa này vào đặng thờ lại Đức Giê-hô-va, hãy nghe lời Đức Giê-hô-va. Đức Giê-hô-va vạn quân Đức Chúa Trời của Israel phán như vậy: Hãy sửa lại đường lối và việc làm của các ngươi, thì ta sẽ khiến các ngươi ở trong xứ này. Chớ nhờ cậy những lời dối trá rằng: Chính đây là đền thờ của Đức Giê-hô-va, đền thờ của Đức Giê-hô-va, đền thờ của Đức Giê-hô-va. Vì nếu các ngươi sửa lại kỹ càng đường lối và việc làm của mình, nếu các ngươi làm trọn sự công bình giữa người và kẻ lân cận nó, nếu các ngươi không hiếp đáp khách lạ, kẻ mồ côi, người quá bụa, và không làm đổ máu vô tội trong nơi này, cũng chẳng đi theo các thần khác để làm hại mình, thì ta sẽ khiến các ngươi ăn ở trong nơi này và trong đất mà ta đã ban cho tổ phụ các ngươi từ thuở xưa cho đến đời đời.
Này, các ngươi cậy những lời phỉnh phờ chẳng có ích gì. Các ngươi há chẳng trộm cướp, giết người, phạm tội tà dâm, thề dối, dâng hương cho ba anh, đi theo thần khác là thần mình không biết hay sao? Rồi các ngươi đến chầu ta trong nhà này, là nơi được xưng bằng danh ta, và nói rằng: Kìa, chúng tôi được thả rồi, hầu cho các ngươi được phạm mọi sự gớm ghiếc ấy. Vậy thì các ngươi xem nhà này là nơi được xưng bằng danh ta như hang trộm cướp sao? Này, ta, chính ta xem thấy mọi điều đó. Đức Giê-hô-va phán vậy. Thế thì hãy đi đến chỗ ở cũ của ta tại Si-lô, là nơi trước kia ta đã gửi danh ta, mà xem vì tội ác của dân Israel ta, ta đã làm cho nó thế nào. Đức Giê-hô-va phán: Hiện bây giờ, vì các ngươi đã làm những việc ấy, ta đã dậy sớm phán dạy các ngươi mà các ngươi không nghe, lại gọi các ngươi mà các ngươi không trả lời, thì ta sẽ làm cho nhà này, tức là nhà được xưng bằng danh ta, là nhà mà các ngươi nhờ cậy, và làm cho nơi mà ta đã ban cho các ngươi cùng tổ phụ các ngươi, cũng như ta đã làm cho Si-lô. Ta lại bỏ các ngươi khỏi trước mắt ta, cũng như ta đã bỏ anh em các ngươi hết thảy, tức là cả dòng dõi Ê-phra-im. Cho nên, ngươi chớ vì dân này mà cầu thay, đừng vì nó mà cất tiếng khấn vái cầu nguyện, cũng đừng cầu thay cùng ta, vì ta sẽ chẳng nghe ngươi. Ngươi há chẳng thấy điều họ làm trong các thành của Giu-đa và trong các đường phố Giê-ru-sa-lem sao? Con lượm củi, cha nhen lửa, đàn bà nhồi bột, đặng làm bánh dâng cho nữ vương trên trời, và làm lễ quán cho các thần khác để chọc giận ta. Đức Giê-hô-va phán: Có phải chúng nó chọc giận ta chăng? Há chẳng phải chúng nó tự chọc mình, chuốc lấy điều hổ mặt cho mình sao? Vậy nên Chúa Giê-hô-va phán như vậy: Này, cơn giận và sự thạnh nộ của ta sẽ đổ xuống trên xứ này, trên người ta và thú vật, trên cây cối ngoài đồng và hoa quả của đất, sẽ đốt cháy hết, chẳng tắt bao giờ. Đức Giê-hô-va vạn quân, Đức Chúa Trời của Israel phán như vậy: Hãy thêm của lễ thiêu của các ngươi vào các của lễ khác và ăn thịt đi. Vì khi ta đem tổ phụ các ngươi ra khỏi đất Ai Cập, ta chẳng hề phán và chẳng hề truyền mạng lệnh gì về của lễ thiêu và các của lễ. Nhưng này là mạng lệnh mà ta đã truyền cho họ: Hãy nghe tiếng ta, thì ta sẽ làm Đức Chúa Trời các ngươi sẽ làm dân ta. Hãy đi theo cả đường lối ta dạy cho, để các ngươi được phước. Nhưng họ chẳng nghe và chẳng ghé tai vào, cứ bước đi trong mưu của mình, theo sự cứng cỏi của lòng ác mình, thụt lùi, chẳng bước tới. Từ ngày tổ phụ các ngươi ra khỏi đất Ai Cập cho đến ngày nay, ta đã sai mọi đầy tớ ta, tức các tiên tri, đến cùng các ngươi. Mỗi ngày ta dậy sớm sai họ đến, nhưng chúng nó chẳng nghe ta, chẳng hề để tai vào, song lại cứng cổ, ăn ở càng xấu hơn tổ phụ mình. Vậy ngươi sẽ nói với chúng nó mọi lời này, nhưng chúng nó không nghe ngươi. Ngươi sẽ kêu, nhưng chúng nó không trả lời. Vậy nên ngươi khá bảo chúng nó rằng: Này là dân chẳng nghe tiếng Giê-hô-va Đức Chúa Trời mình, và không chịu nhận sự dạy dỗ. Sự chân thật mất rồi, đã dứt khỏi miệng chúng nó. Hỡi Jerusalem, hãy cắt tóc mà ném cho xa đi, hãy cất tiếng thảm sầu trên các gò trọi, vì Đức Giê-hô-va đã chia chối lìa bỏ dòng dõi này mà Ngài tức giận. Đức Giê-hô-va phán: Con cái Giu-đa đã làm điều ác trước mắt ta. Chúng nó đặt những vật gớm ghiếc trong nhà được xưng bằng danh ta để làm cho ô uế. Chúng nó đã xây các nơi cao của Tô-phết, trong trũng của con trai Hi-nôm, đặng đốt con trai con gái mình trong lửa. Ấy là điều ta chẳng từng dạy, là điều ta chẳng hề nghĩ đến. Vậy nên Đức Giê-hô-va phán: Này những ngày đến, bây giờ sẽ không gọi là Tô-phết và trũng của con trai Hi-nôm nữa, mà gọi là trũng của sự chém giết, vì người ta sẽ chôn kẻ chết tại Tô-phết cho đến thiếu chỗ chôn. Những thây của dân này
sẽ làm đồ ăn cho chim trời và thú vật dưới đất, chẳng ai xua đuổi. Bây giờ, ta sẽ làm cho các thành của Giu-đa và trong các đường phố Giê-ru-sa-lem hết tiếng kêu vui reo mừng, tiếng của rễ mới và dâu mới, vì đất này sẽ trở nên hoang vu. Chương 8. Đức Giê-hô-va phán: Trong thời đó, người ta sẽ bới xương của các vua Giu-đa, xương của các quan trưởng, xương của các thầy tế lễ, xương của các tiên tri và xương của các dân cư Giê-ru-sa-lem ra khỏi mồ mả. Người ta sẽ phơi những xương ấy ra dưới mặt trời, mặt trăng và cơ binh trên trời, tức là những vật mà họ đã yêu mến, hầu việc, bước theo, tìm cầu và thờ lại. Những xương ấy sẽ chẳng được thâu lại, chẳng được chôn lại, sẽ như phân trên mặt đất. Mọi kẻ sót của họ hàng gian ác ý còn lại trong mọi nơi ta đã đuổi chúng nó đến, chúng nó sẽ cầu chết hơn là sống. Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy. Vậy ngươi khá bảo chúng nó rằng: Đức Giê-hô-va phán như vậy, người ta vấp ngã há chẳng đứng dậy sao? Kẻ nào trở đi há chẳng trở về sao? Vậy thì làm sao mà dân sự Giê-ru-sa-lem này cứ mài miệt trong sự bội nghịch đời đời? Chúng nó khăng khăng giữ điều gian trá, chẳng chịu trở lại. Ta đã lắng tai và nghe, chúng nó chẳng nói ngay thẳng, chẳng có ai ăn năn điều ác của mình mà rằng ta đã làm gì. Thảy đều dong ruổi như ngựa xông vào trận. Chim hạc giữa khoảng không tự biết các mùa nhất định cho nó. Chim cu, chim yến, chim nhạn giữ kỳ dời chỗ ở. Nhưng dân ta chẳng biết luật pháp của Đức Giê-hô-va. Sao các ngươi nói được rằng chúng ta là khôn sáng, có luật pháp Đức Giê-hô-va ở với chúng ta? Nhưng này, ngọn bút giả dối của bọn thông giáo đã làm cho luật pháp ấy ra sự nói dối. Những kẻ khôn sáng bị xấu hổ, sợ hãi và bị bắt. Chúng nó đã bỏ lời của Đức Giê-hô-va, thì sự khôn ngoan nó là thế nào? Vậy nên, ta sẽ ban vợ chúng nó cho kẻ khác, ruộng chúng nó cho chủ mới. Vì từ kẻ rất nhỏ cho đến người rất lớn, ai nấy đều tham lam. Từ tiên tri cho đến thầy tế lễ, ai nấy đều làm sự gian dối. Chúng nó rịt vết thương cho con gái dân ta cách sơ sài, nói rằng bình an mà không bình an chi hết. Chúng nó làm ra sự gớm ghiếc, há lấy làm xấu hổ ư? Đã chẳng xấu hổ chút nào, lại cũng không thẹn đỏ mặt. Vậy nên, chúng nó sẽ ngã với những người vấp ngã. Đến ngày thăm phạt, chúng nó sẽ bị lật đổ. Đức Giê-hô-va phán vậy. Đức Giê-hô-va phán: Thật, ta sẽ diệt hết chúng nó. Chẳng còn trái nho trên cây nho, chẳng còn trái vả trên cây vả. Lá sẽ khô rụng, những điều ta đã ban cho sẽ bị cất lấy. Sao chúng ta cứ ngồi yên? Hãy nhóm lại và vào các thành bền vững và nín lặng tại đó. Vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng ta đã khiến chúng ta nín lặng. Ngài cho chúng ta uống mật đắng, vì chúng ta đã phạm tội nghịch cùng Đức Giê-hô-va. Chúng ta trông sự bình an, nhưng chẳng có sự tốt gì đến. Trông kỳ chữa lành, mà sự sợ hãi đây này. Về phía thành Đan, nghe tiếng thét của ngựa nó, nghe tiếng ngựa chiến nó hí lên, khắp đất đều run rẩy, vì chúng nó đã đến, nuốt đất và mọi vật trong nó, nuốt thành và dân cư nó. Này, ta sẽ sai rắn, bọ cạp đến giữa các ngươi, chẳng ai ếm chú được nó, chúng nó sẽ cắn các ngươi. Đức Giê-hô-va phán vậy. Ước gì tôi được yên ủi khỏi sự lo buồn, lòng tôi mỏi mệt trong tôi. Này, có tiếng kêu la của con gái dân ta kêu từ đất xa lắm rằng: Đức Giê-hô-va không còn ở trong Si-ôn sao? Vua của thành ấy không còn ở giữa thành sao? Sao chúng nó dùng tượng chạm của mình và vật hư không của dân ngoại mà chọc giận ta vậy? Mùa gặt đã qua, mùa hạ đã đến mà chúng ta chưa được cứu rỗi. Con gái dân ta bị thương, ta vì đó bị thương. Ta đang sầu thảm, bị sự kinh hãi bắt lấy. Trong Gala-át há chẳng có nhũ hương sao? Há chẳng có thầy thuốc ở đó sao? Vậy thì làm sao mà bệnh con gái dân ta chẳng chữa lành?
cảm ơn Chúa lời của Ngài bày tỏ cho con. Thì giờ này chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Xin Thánh Linh Chúa, hãy bày tỏ cho con biết, Ngài dạy dỗ hay ấn chứng cho con điều gì qua lời của Ngài. Xin lời của Ngài được linh hồn con ăn nuốt vào trong tấm lòng và tâm trí của con mỗi ngày thêm lên lời của Ngài, để linh hồn con được tăng trưởng, thêm lên đức tin đặt để nơi Ngài. Xin Chúa cho con biết về Ngài nhiều hơn và con khát khao mối quan hệ mật thiết với Ngài nhiều hơn. Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài, mỗi ngày mới Ngài ban cho con hơi thở để tiếp tục sống trên đất này. Con nguyện huyết báo của Chúa Giêsu Christ thanh tẩy, tẩy sạch, bôi xóa những suy nghĩ, tư tưởng, hành động trong tâm trí, trong tấm lòng của con như ấy là gian dâm, ô uế, lung tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn, giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh ghét, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Con nguyện xin dòng huyết báo của Ngài tẩy sạch bôi xóa sự xác thịt của con không đẹp lòng Ngài ra khỏi con ngay giờ này. Bây giờ con được thánh sạch đứng trước mặt Ngài. Con nguyện Thánh Linh Đức Chúa Trời đổ đầy, đầy dẫy con Chúa ơi, những bông trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ đầy dẫy trên con. Con xin Chúa thêm sức mới, thêm đức tin cho con. Xin Chúa dẫn dắt con để con đắc thắng một ngày mới trong Ngài. Con cảm ơn Chúa. Con dâng mọi vinh hiển tôn quý lên ba ngôi Đức Chúa Trời toàn năng và phước hạnh con nhận lãnh từ nơi Ngài. Và con thành kính dâng lên Cha lời cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Cảm ơn bạn đã nghe chương trình Tĩnh Nguyện Radio buổi sáng. Bạn ủng hộ chương trình bằng cách like, chia sẻ chương trình Tĩnh Nguyện rộng rãi trên mạng Internet cộng đồng. Cảm ơn bạn. Hẹn bạn Tĩnh Nguyện tiếp theo. Chúa yêu bạn rất nhiều.